Nghịch lý của Mai và đào phở và piano. Thưa quý khán giả của kênh Hot 3 Phút, phim Đào phở và piano vốn được chiếu ra mắt từ tháng 10 năm 2023, cùng thời điểm với Đất rừng phương Nam của đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành và lập tức bị sức hút của bộ phim do nam MC số 1 Việt Nam làm cho chìm nghỉm. Ra mắt tháng 10, trong chuỗi kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, Đào phở và piano là tác phẩm do Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đặt hàng, công ty cổ phần phim Chuyện 1 sản xuất, phim được đầu tư kinh phí 20 tỷ đồng. Đào phở và piano cùng với một dự án đặt hàng khác là Hồng Hà Nữ Sĩ chọn vụ mùa Tết Nguyên Đán để ra rạp. Tại đây, hai phim nhà nước lại đụng độ với sức mạnh áp đảo của Mai vẫn là một tác phẩm khác của Trần Thành. Vào mùa 1 Tết, bộ phim Mai đã càn quét khắp các hệ thống rạp. Đào phở và piano cùng với Hồng Hà Nữ Sĩ chỉ có vỏn vẹn là 3 suất chiếu rất khiêm tốn tại một rạp duy nhất là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Mai của Trấn Thành với chiến lược ra rạp một cách rầm rộ, tiền hô hậu ủng với sự tiếp sức của dàn sao Đình Đám đã thể hiện sức mạnh vô tiền khoáng hậu, có những ngày đạt doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Đào phở và piano với 20 tỷ đồng làm phim không có tiền để mà quảng bá đã lặng lẽ trào ngoài rạp. Bỗng nhiên, phim đã may mắn được một TikToker review và vụt trở thành hiện tượng thu hút đông đảo khán giả. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2024, thông tin website đặt vé của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia bị sập vì lượng người đặt vé xem Đào phở và piano quá đông đã nhanh chóng được lan truyền, đã tạo nên hiệu ứng truyền miệng và gây tò mò theo cấp số nhân, khiến vào ngày 20 tháng 2, khán giả đã phải xếp hàng dài chưa từng có ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để đợi xem các suất chiếu Đào phở và piano. Tuy nhiên, đến tối ngày 20 tháng 2, doanh thu của Đào phở và piano cũng chỉ dừng lại ở con số là 505 triệu đồng, trong khi đó doanh thu của Mai đã sắp sửa cán mốc gần 400 tỷ đồng. Ở một chiến tuyến khác thì bộ phim Tư Nhân Gặp Lại Chị Bầu, dù bị Mai đánh sập về suất chiếu, song vẫn đạt 66 tỷ đồng doanh thu tính đến ngày 20 tháng 2. Trong khi Hồng Hà Nữ Sĩ với 3 suất chiếu chỉ bán được khoảng 50 vé trên một ngày. Doanh thu các bộ phim nhà nước được thông báo là sẽ nộp lại 100% vào ngân sách của nhà nước. Nếu tính song phẳng thì cả hai dự án đều đang thua lỗ một cách nghiêm trọng. Như những dự án phim khác, để sinh lời, Đào phở và piano cần phải đạt được doanh thu trên 40 tỷ đồng, nhưng phim chưa thể thu hồi được 1 tỷ đồng. Mai vẫn đang hái ra tiền cho Trấn Thành với gần 400 tỷ đồng doanh thu. Nam diễn viên còn có hơn 100 tỷ đồng tiền lãi sau khi trừ chi phí cho rạp chiếu và chi phí sản xuất phim. Đào phở và piano như bao dự án đặt hàng của nhà nước khác là lấy đề tài lịch sử chiến tranh. Phim lấy bối cảnh câu chuyện trong những năm 1946 đến năm 1947 khi cuộc chiến của quân dân Hà Nội đang trong giai đoạn khốc liệt. Với 20 tỷ đồng đầu tư, hẳn nhiên sẽ là mức kinh phí hạn hẹp cho một bộ phim chiến tranh khi mà Trấn Thành đã từng bỏ đến 50 tỷ đồng để sản xuất bộ phim tâm lý tình cảm. Câu chuyện đội tuyển bắn súng của Việt Nam còn không có đạn để tập luyện từng được đưa ra khi giới làm phim than vãn về nỗi khổ làm phim chiến tranh phải đi thuê mướn khí tài, đạn dược đắt đỏ. Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã nói, thế giới làm phim chiến tranh có thể tốn đến hàng trăm triệu USD bởi chi phí cho dạng phim lịch sử, phim chiến tranh tốn kém, không biết bao giờ mà kể. Khi tôi làm phim, những người viết huyền thoại đã phải đi khắp nơi nhờ vả sự hỗ trợ từ quân đội, từ tái dựng bối cảnh đến quân trang, vũ khí, đạn dược, xe tăng, quả nổ trực thăng. Nếu đầu tư thì sẽ vô cùng là tốn kém, trận chiến càng khốc liệt thì sẽ càng tốn kém. Xem Đào phở và piano cũng có thể nhận ra sự nghèo khó, phim được dàn dựng với công nghệ kỹ xảo thô sơ, cảnh cháy nổ, lộ liễu, không tạo đủ hiệu ứng cần có, chưa kể đến lỗi làm phim cũ, cách xếp đặt bối cảnh nhân vật tạo hiệu ứng sân khấu. Từ cách thoại và diễn xuất của nhiều diễn viên cũng bị nhận xét là sân khấu hóa, đặc biệt là nữ chính. Kinh phí hạn hẹp khiến phim đặt hàng xoay sở với đủ nỗi khổ với bao thiếu thốn. Nếu không may mắn được TikToker review bình luận thì số phận của phim Đào phở và piano cũng sẽ như Hồng Hà Nữ Sĩ, như tất thảy những dự án đặt hàng trước đó đều bán vé với số lượng rất ít ỏi và doanh thu gần như là không có.
Trong bối cảnh thực hiện công nghiệp văn hóa, trong đó điện ảnh thuộc 12 ngành mũi nhọn với hoài bão kiếm tiền cho GDP, hơn bao giờ hết câu chuyện nhà nước bỏ tiền ra sản xuất phim chỉ để chiếu kỷ niệm và cất vào trong kho cần phải được bàn lại. Nói như tiến sĩ Ngô Phương Lan, nguyên cục trưởng cục điện ảnh, phim ra rạp cần phải có doanh thu, cần phải sinh lời, dù là phim tư nhân hay nhà nước. Nguồn kinh phí sản xuất phim cần được xã hội hóa, nhà nước và tư nhân cùng làm. Đã đến lúc các nhà làm phim cần thay đổi về mặt tư duy, phải bán thứ khán giả cần, phải theo kịp thị hiếu của khán giả. Để giải quyết bài toán kinh phí, mỗi nhà làm phim sẽ tìm cách vận động, kêu gọi tài trợ, huy động vốn từ nhiều nguồn. Đạo diễn Châu Lâu Nguyễn cho rằng, phải khi chịu được sức ép về mặt doanh thu, chịu trách nhiệm về đồng tiền bỏ ra làm phim, mỗi đạo diễn sẽ nỗ lực cố gắng, tìm tòi để làm ra những tác phẩm tốt nhất có thể. Bất ngờ với doanh thu hiện tại của hiện tượng điện ảnh Đào Phở và Piano. Thưa quý vị, mai đã tàn, giờ đến lúc đào nở hoa. Đây là câu nói được cộng đồng mạng lan truyền nhiều nhất trên mạng xã hội những giờ qua khi phim Đào, Phở và Piano đã bất ngờ trở thành hiện tượng điện ảnh, bộ phim lịch sử do nhà nước đầu tư kinh phí, lần đầu tiên trở thành hot trend, bước lên đường đua cạnh tranh với tác phẩm của đạo diễn nghìn tỷ Trấn Thành. Không chỉ có niềm vui trước mắt là Đào, Phở và Piano được cứu khỏi tình trạng flop ế vé, nâng tầm các bộ phim về đề tài lịch sử Việt Nam, mà cộng đồng mạng còn vui mừng khi nghĩ đến tương lai xa hơn. Với hiệu ứng này thì năm sau, khéo sẽ có thêm nhiều bộ phim khác về đề tài lịch sử hơn nữa. Ví dụ như lần nữa tái hiện lại trận chiến Điện Biên Phủ như siêu phẩm Hoa Băng Đỏ năm nào. Theo số liệu thống kê từ Box Office Việt Nam tính đến chiều ngày 20 tháng 2, doanh thu của bộ phim Đào Phở và Piano đạt 500 triệu đồng. Riêng trong sáng ngày 20 tháng 2, tác phẩm thu về 166 triệu đồng với khoảng hơn 3.300 đầu vé đã được bán ra trên tổng số 16.000 suất chiếu. Đào Phở và Piano hiện đã vươn lên vị trí thứ tư trên bảng tổng sắp phòng vé, xếp sau hai bộ phim Việt khác là Mai và Gặp Lại Chị Bầu và một phim hoạt hình của Nhật Bản. Ra mắt cùng thời điểm, Mai của đạo diễn Trấn Thành đã thu về gần 370 tỷ đồng, trong khi Gặp Lại Chị Bầu kiếm được 64 tỷ đồng. Lép vế về mặt tổng doanh thu, tuy nhiên đây mới là điểm nổi bật khiến Đào lên ngôi, được giá hơn là Mai. Đào, Phở và Piano thực tế chỉ là được chiếu tại một rạp duy nhất là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội, trong khi Mai và Gặp Lại Chị Bầu lại được chiếu rộng rãi tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. Xét về tỷ lệ lấp đầy suất chiếu thì Đào, Phở và Piano vượt xa hai đối thủ kia. Trong buổi sáng ngày 20 tháng 2, trung bình mỗi suất chiếu của bộ phim bán được hơn 200 vé, trong khi con số này của Mai và Gặp Lại Chị Bầu lần lượt là 36 và 12. 500 triệu doanh thu phòng vé so với phim Mai đang thu về tới gần 400 tỷ đồng là những con số chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, giữa một bộ phim được marketing rất khủng khiếp và hơn 50% suất chiếu giờ vàng ở các cụm rạp lớn nhất cả nước, với một bộ phim marketing chỉ không đồng, chỉ có một trung tâm chiếu phim phát hành ở Hà Nội, chúng ta sẽ thấy nếu được đầu tư phát hành đúng cách và bài bản chuyên nghiệp thì Đào, Phở và Piano sẽ còn đi xa tới đâu nữa. Chia sẻ với báo chí, Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành cho biết hiện đã có hai doanh nghiệp điện ảnh tư nhân là Beta Media và Cinestar chủ động liên hệ với Cục bày tỏ nguyện vọng là được chiếu phim Đào, Phở và Piano tại các cụm rạp của doanh nghiệp. Ông Vi Kiến Thành đã cho biết Cục đang triển khai ký hợp đồng với hai đơn vị, sau đó sẽ gửi bản phim để công chiếu. Phim sẽ được chiếu trong thời gian gần nhất sau khi hai đơn vị nhận được bản phim từ Cục Điện ảnh. Beta Media, Cinestar sẽ chiếu Đào, Phở và Piano trong vòng một tháng. Đào, Phở và Piano là phim do nhà nước đặt hàng, cấp kinh phí sản xuất, phim không có kinh phí phát hành phổ biến. Toàn bộ doanh thu phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước. Sau Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, có hai đơn vị là Beta và Cinestar bày tỏ mong muốn chiếu phim Đào, Phở và Piano phi lợi nhuận. Đây là tin vui, là sự cống hiến đóng góp của các doanh nghiệp điện ảnh tư nhân đối với sự nghiệp của điện ảnh nước nhà, ông Vi Kiến Thành nói.
Trước thông tin này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đánh giá cao và đặc biệt hoan nghênh khuyến khích các doanh nghiệp điện ảnh cùng đồng hành với nhà nước trong các công tác phát hành, quảng bá, góp phần nâng tầm thương hiệu Việt nói chung, phim nhà nước đặt hàng nói riêng.